Chào tất cả các em. Như vậy là trong tiết trước của bài 2, giá trị lượng giá của một cung, các em đã được tìm hiểu một mục lớn giá trị lượng giá của cung alpha, mục 2 lớn ý nghĩa hình học của tan và cotan, mục 3 lớn quan hệ giữa các giá trị lượng giá. Trong mục 3 lớn này, các em đã tìm hiểu một nhỏ công thức lượng giá cơ bản và áp dụng. Ngày hôm nay ta sẽ đi vào mục cuối cùng là mục 3 nhỏ giá trị lượng giá của các cung liên quan đặc biệt. Trước khi vào bài mới, ta nhắc lại một số công thức trong tiết trước giúp phục vụ cho cái bài này. Đó là các công thức lượng giá cơ bản. Ta nhắc lại một số công thức. Quan hệ giữa hai góc hơn kẽm nhau K2P. Bây giờ ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. A nhỏ, giá trị lượng giá của các cung liên quan đặc biệt. Đầu tiên là A nhỏ, cung đối nhau. Hãy cho cung alpha như hình vẽ, với điểm M là điểm cuối của cung. Cung đối của cung alpha chính là trừ alpha, ta biểu diễn như hình vẽ. Điểm M phẩy là điểm biểu diễn của cung lượng giá trừ alpha. Như vậy với hai góc hay là hai cung đối nhau alpha và trừ alpha thì các giá trị lượng giá của hai cung này có quan hệ như thế nào? Trước tiên các em nhìn sẽ cho thầy điểm M và M phẩy như trên hình có chi đặc biệt? Ta thấy M và M phẩy rõ ràng là đối xứng với nhau qua trục hoành. Vì đối xứng với nhau qua trục hoành nên có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau. Thứ nhất là hai tung độ của M và M phẩy đối nhau. Từ đây ta suy ra được sin của trừ alpha sẽ bằng trừ sin alpha. Hoành độ của M và M phẩy bằng nhau nên ta suy ra được cos trừ alpha là bằng cos alpha. Hai giá trị lượng giá còn lại, tan của trừ alpha. Ta có tan của trừ alpha. Nếu tan có nghĩa thì tan của trừ alpha sẽ là bằng sin của trừ alpha trên cos của trừ alpha, chính là bằng trừ sin alpha trên cos alpha và bằng trừ tan alpha. Tương tự, ta có cotan trừ alpha thì sẽ bằng trừ cotan alpha. Như vậy đây là công thức liên quan giữa các giá trị lượng giá của hai cung đối nhau. Trong công thức này ta thấy chỉ có cos của hai góc này thì sẽ bằng nhau, còn các giá trị lượng giá còn lại thì sẽ đổi nhau. Như vậy để nhớ công thức này thì ta chỉ cần nhớ là cos đối, có nghĩa là hai cung đối nhau chỉ có cos là bằng nhau, các giá trị lượng giá còn lại thì đổi nhau. Áp dụng tính như thế, sin của trừ pi trên 3. Ta có sin của trừ pi trên 3 theo công thức trên thì sẽ là bằng trừ sin pi trên 3, và sin pi trên 3 chính là giá trị lượng giá đặc biệt bằng căn 3 trên 2. Như vậy kết quả của cung của mình là trừ căn 3 trên 2. Tính cos trừ pi trên 4. Tương tự, ta có cos trừ pi trên 4 sẽ bằng cos của pi trên 4, bởi vì cos đối hai giá trị hay là hai cung lượng giá đối nhau thì cos bằng nhau, cho nên cos trừ pi trên 4 bằng cos pi trên 4 và bằng căn 2 trên 2. Tính tan của trừ 30 độ.
8 trừ 30 độ theo công thức trên thì nó sẽ bằng trừ 8 30 độ và bằng trừ căn 3 trên 3. Đây là quan hệ giữa các giá trị lượng giá của hai cung đối nhau. Bây giờ ta có quan hệ thứ hai. Bé nhỏ cũng bù nhau. Thế chó cũng alpha như trên hình. Và cũng pi trừ alpha được biểu diễn bằng màu đỏ trên hình. Ta thấy hai cung này alpha và pi trừ alpha nếu mà cộng lại thì nó sẽ bằng pi. Như vậy hai cung này là bù nhau. Bây giờ nếu hai cung bù nhau thì các giá trị lượng giá có quan hệ như thế nào với nhau? Cũng giống như cung đối nhau, để kiểm tra được các giá trị lượng giá của hai cung này có quan hệ như thế nào với nhau, ta sẽ m và m phẩy trên hình có quan hệ như thế nào với nhau. Ta thấy m và m phẩy rõ ràng đối xứng với nhau qua trục OI, tức là trục tung. Thì tọa độ m và m phẩy thỏa mãn như thế nào? M và m phẩy đối xứng nhau qua trục tung nên có tung độ bằng nhau và hoành độ đối nhau. Vì m và m phẩy có tung độ bằng nhau nên ta suy ra sin của pi trừ alpha sẽ bằng sin alpha. M và m phẩy có hoành độ đối nhau nên ta suy ra được cos pi trừ alpha là bằng trừ cos alpha. Tương tự với hai giá trị lượng giá còn lại, tan pi trừ alpha. Nếu tan có nghĩa thì tan của pi trừ alpha sẽ bằng sin của pi trừ alpha trên cột của pi trừ alpha và bằng sin alpha trên trừ cột alpha và sẽ bằng trừ tan alpha. Tương tự cotan pi trừ alpha sẽ bằng trừ cotan alpha. Và đây là công thức liên quan giữa các giá trị lượng giá của hai cung bù nhau. Ta thấy trong công thức này chỉ có sin của hai cung bù nhau thì bằng nhau, còn các giá trị lượng giá còn lại cotan cotan thì sẽ đổi nhau. Như vậy để nhớ công thức này, người ta có thể kết luận là sin bù. Sin bù có nghĩa hai góc hai cung bù nhau thì sin sẽ bằng nhau, các giá trị lượng còn lại thì đổi nhau. Tạp dụng tính sin 2pi trên 3. Sin 2pi trên 3 thì sẽ bằng sin của pi trừ pi trên 3. Áp dụng công thức trên, sin của pi trừ một góc thì bằng sin góc đó. Như vậy là sẽ bằng sin của pi trên 3 và bằng căn 3 trên 2. Tính cos trừ 5pi trên 6. Trước tiên ta áp dụng công thức cột đối thì cột của trừ 5pi trên 6 sẽ bằng cột của 5pi trên 6. Cột 5pi trên 6 ta có thể biểu diễn lại là bằng cột của pi trừ pi trên 6. Áp dụng công thức trên thì sẽ bằng trừ cột pi trên 6 và kết quả là bằng trừ căn 3 trên 2. Tính cotan 135 độ. Ta cũng có cotan 135 độ là bằng cotan
180 độ trừ đi 45 độ. Áp dụng công thức ta suy ra được là bằng trừ cotan 45 độ và kết quả là bằng trừ 1. Bây giờ ta có quan hệ thứ ba, C nhỏ cũng hơn kém nhau pi. Thế cho cung alpha như hình vẽ và cung alpha cộng pi, ta thấy hai cung này là hơn kém nhau pi. Ta cũng đi tìm mối quan hệ giữa các giá trị lượng giá của hai cung alpha và alpha cộng pi bằng cách kiểm tra m và m phẩy có quan hệ như thế nào trên hình vẽ B. Ta thấy m và m phẩy rõ ràng là đối xứng với nhau qua góc tọa độ. Hai điểm đối xứng với nhau qua góc tọa độ thì có hoành độ và tung độ đối nhau. Vì m và m phẩy có tung độ đối nhau nên ta suy ra được sin alpha cộng pi sẽ bằng trừ sin alpha. Tương tự, vì tung độ, vì hoành độ của m và m phẩy cũng đối nhau nên cos alpha cộng pi là bằng trừ cos alpha. Từ đây ta có thể suy ra được tan và cotan. Tan alpha cộng pi sẽ là bằng tan alpha và cotan alpha cộng pi là bằng cotan alpha. Đây là công thức liên quan giữa các giá trị lượng giá của hai cung hơn kém nhau pi. Ta thấy trong công thức này thì tan và cotan của hai cung này là bằng nhau, còn sin và cos thì lại đổi nhau. Như vậy để cho dễ nhớ thì ta ghi nhớ như thế này: hơn kém pi tan cotan có nghĩa là hai cung hơn kém nhau pi thì tan và cotan bằng nhau, còn sin và cos đổi nhau. Bây giờ ta thấy xác định các mối quan hệ giữa các giá trị lượng giá này ta thông qua điểm m và m phẩy. Bây giờ ta có cách thứ hai, ta có thể chứng minh được các công thức này bằng cách sử dụng quan hệ giữa các cung bù nhau. Ta lấy ví dụ, thứ nhất sin alpha cộng pi thì sẽ là bằng sin của pi trừ cho trừ alpha thì sẽ bằng sin của trừ alpha. Sin của trừ alpha thì sẽ bằng trừ sin alpha. Theo công thức hai cung đối nhau. Vậy ta có kết quả trừ sin alpha. Tương tự cho các giá trị lượng giá còn lại ta cũng chứng minh được cos, tan và cotan. Bây giờ ta áp dụng để tính sin của 5 pi trên 4. Sin 5 pi trên 4 ta có thể biểu hiện về sin của pi cộng pi trên 4. Sin của pi cộng pi trên 4 áp dụng công thức trên thì sẽ bằng trừ sin của pi trên 4 và kết quả là bằng trừ căn 2 trên 2. Tiếp tục tính cho thầy tan của 210 độ có tan của 210 độ có thể biểu hiện là bằng tan 180 độ cộng 30 độ. Áp dụng công thức sẽ bằng tan của 30 độ và kết quả là bằng căn 3 trên 3. Từ công thức này ta có một cái lưu ý. Ta có thể mở rộng tan alpha cộng pi thành tan alpha cộng k pi với k là số nguyên. Thì tan alpha cộng k pi vẫn bằng tan alpha và cotan alpha cộng k pi vẫn bằng cotan alpha. Bây giờ ta qua quan hệ thứ tư.
cúng phù nhau. Thầy cho cúng alpha như hình vẽ và cúng pi trên 2 trừ alpha như hình vẽ. Bây giờ ta cùng đi tìm mối quan hệ giữa các giá trị lượng giá của hai cung này. Hai cung này cộng lại bằng pi trên 2 nên hai cung phụ nhau. Ta biểu hiện tọa độ hai điểm M và M phẩy. Thì ta thấy M và M phẩy đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc XOY như hình. Vì M và M phẩy đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc XOY nên ta có sin pi trên 2 trừ alpha, nó sẽ bằng cos alpha. Và cos pi trên 2 trừ alpha là bằng sin alpha. Từ đây ta rút ra được tan pi trên 2 trừ alpha sẽ bằng cotan alpha. Và cotan pi trên 2 trừ alpha là bằng tan alpha. Và đây là công thức liên quan giữa các giá trị lượng giá của hai góc phù nhau. Trong công thức này ta dễ dàng thấy là gì? Sin của góc này thì là bằng cos góc kia. Cos góc này là bằng sin góc kia. Tan góc này bằng cotan góc kia. Và cotan góc này bằng tan góc kia. Như vậy để cho dễ nhớ thì ta có kết luận là phù chéo. Phù chéo có nghĩa là hai góc, hai cung phù nhau thì sẽ là chéo nhau, tức là sin sẽ bằng cos, cos là bằng sin, tan bằng cotan và cotan bằng tan. Ta lấy một cái ví dụ cho mình dễ thấy. Ta thấy sin của pi trên 3 rõ ràng là bằng sin của pi trên 2 trừ pi trên 6. Như vậy pi trên 3 và pi trên 6 là hai cung phù nhau. Cho nên sin pi trên 3 sẽ bằng cos pi trên 6. Bây giờ với công thức này thay đổi lại, thay vì góc pi trên 2 trừ alpha thay đổi lại là pi trên 2 cộng alpha. Bây giờ các giá trị lượng giá này sẽ bằng như thế nào? Ta có sin pi trên 2 cộng alpha thì sẽ bằng sin pi trên 2 trừ cho trừ alpha. Áp dụng công thức hai cung phù nhau thì ta suy ra được là bằng cos của trừ alpha. Cos đối cho nên cos trừ alpha là bằng cos alpha. Như vậy ta rút ra được sin pi trên 2 cộng alpha bằng cos alpha. Tương tự, ta có cos pi trên 2 cộng alpha thì sẽ bằng cos pi trên 2 trừ cho trừ alpha và sẽ bằng sin của trừ alpha. Sin của trừ alpha lại bằng trừ sin alpha. Như vậy ta có cos pi trên 2 cộng alpha bằng trừ sin alpha. Tương tự cho hai giá trị lượng giá còn lại, tan pi trên 2 cộng alpha bằng trừ cotan alpha. Cotan pi trên 2 cộng alpha thì sẽ bằng trừ tan alpha. Và đây là công thức liên quan các giá trị lượng giá của hai góc hơn kém nhau pi trên 2. Bây giờ để giúp các em hiểu rõ hơn các công thức này thì ta sẽ làm các cái ví dụ. Với hai ví dụ đầu thầy còn nêu các công thức ở bên trái cho các em làm quen. Qua ví dụ số 3 thì thầy sẽ ấn công thức này để các em tự nhớ và tự làm bài tập. Ta đi vào ví dụ số 1, rút gọn các biểu thức sau. A nhỏ, ta biểu thức A bằng cột pi trên 2 cộng alpha cộng cột 2 pi trừ alpha cộng cột 3 pi cộng alpha. Để tính hay là rút gọn biểu thức A, ta phải tính cả cái giá trị lượng giá trong biểu thức này và cộng lại. Bây giờ ta đi tính từng giá trị lượng giá.
Thứ nhất, cos pi trên 2 cộng alpha. Ta áp dụng công thức số 5, cos pi trên 2 cộng alpha thì sẽ bằng trừ sin alpha. Tiếp tục, cos 2 pi trừ alpha. Trong phần kiến thức cũ, thay nhắc lại ở đầu bài học thì ta có là gì? Cos của alpha cộng cả 2 pi thì bằng cos alpha. Áp dụng vào, ta có cos 2 pi trừ alpha sẽ bằng cos của trừ alpha. Mà cos đối, cho nên cos trừ alpha bằng cos alpha. Giá trị lượng giác thứ ba, cos 3 pi cộng alpha. Bây giờ ta cũng tắt như sau. Cos 3 pi cộng alpha, ta có thể tắt thành cos 2 pi cộng alpha. Và sẽ bằng cos của pi cộng alpha. Cos của pi cộng alpha, ta áp dụng công thức số 3 thì nó sẽ bằng trừ cos alpha. Sau khi tính được ba giá trị lượng giác này, ta thay vào biểu thức A thì ta thu được A sẽ bằng trừ sin alpha cộng cos alpha trừ cos alpha, và cuối cùng là bằng trừ sin alpha. Để tương tự, ta làm câu B. Biểu thức B bằng cos 5 pi trừ alpha trừ sin 3 pi trên 2 cộng alpha cộng tan 3 pi trên 2 trừ alpha cộng cotan 3 pi trừ alpha. Ta cũng tương tự tính các giá trị lượng giác này và thay vào biểu thức B rút gọn. Bây giờ ta sẽ cùng nhau đi tính các cái giá trị lượng giác này. Thứ nhất, cos 5 pi trừ alpha. Cos 5 pi trừ alpha, ta có thể phân tích được thành cos 4 pi cộng pi trừ alpha, và nó sẽ bằng cos pi trừ alpha và bằng trừ cos alpha. Giá trị thứ hai, sin 3 pi trên 2 cộng alpha, ta cũng tắt thành sin của pi cộng pi trên 2 cộng alpha. Áp dụng công thức số 2, sin của pi cộng một góc thì bằng trừ sin góc đó. Cho nên sin của pi cộng pi trên 2 cộng alpha sẽ bằng trừ sin của pi trên 2 cộng alpha. Và kết quả là bằng trừ cos alpha. Tiếp theo, tan 3 pi trên 2 trừ alpha. Ta phân tích tương tự, ta được tan của pi cộng pi trên 2 trừ alpha. Và sẽ bằng tan của pi trên 2 trừ alpha. Áp dụng công thức số 4, quan hệ giữa hai cung phụ nhau thì sẽ bằng cotan alpha. Cuối cùng, cotan của 3 pi trừ alpha. Áp dụng lưu ý khi học công thức số 3, ta có là cotan của alpha cộng k pi thì bằng cotan alpha. Nên cotan 3 pi trừ alpha sẽ bằng cotan trừ alpha và bằng trừ cotan alpha. Như vậy là ta đã tính được bốn giá trị này. Bây giờ ta thay vào B rút gọn là xong. Thay vào B ta có B bằng trừ cos alpha cộng cos alpha trừ cotan alpha cộng cotan alpha, và kết quả là bằng 0. Như vậy B bằng 0. Ta qua ví dụ số 2. Cho cung alpha biết không bé hơn alpha bé hơn pi trên 2 và sin alpha bằng 1/3. Câu A nhỏ, tính các giá trị lượng giác còn lại của cung alpha. Như vậy theo giả thiết, người ta đã cho giá trị sin alpha bằng 1/3. Như vậy ta cần tính các giá trị lượng giác còn lại là cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Ta sử dụng các công thức lượng giác cơ bản
để tính các giá trị lượng giá còn lại. Đầu tiên ta tính cốt, áp dụng công thức sin bình alpha cộng cột bình alpha bằng 1. Ta rút ra được cột alpha bằng cộng trừ căn của 1 trừ sin bình, hay là bằng cộng trừ căn của 1 trừ 1/9, và kết quả là bằng cộng trừ 2 căn 2 trên 3. Như vậy đấy, cột alpha có hai giá trị âm và dương. Ta sử dụng giả thiết không bé hơn alpha, bé hơn pi trên 2 thì cột alpha dương. Từ đây ta suy ra được cột alpha sẽ nhận giá trị dương và bằng 2 căn 2 trên 3. Có sin alpha và cột alpha, ta dễ dàng tính được tan alpha và cotan alpha. Tan alpha bằng 1 trên 2 căn 2 và cotan alpha bằng 2 căn 2. Ta qua câu B. Tính giá trị của các biểu thức sau. Biểu thức A bằng sin 15 pi trên 2 cộng alpha. Ta làm tương tự như ví dụ 1, phân tích để đưa về giá trị lượng giá của góc alpha hay là của cung alpha như sau. Sin của 15 pi trên 2 cộng alpha sẽ bằng sin của 8 pi trừ pi trên 2 cộng alpha, và sẽ bằng sin của trừ pi trên 2 cộng alpha. Áp dụng công thức số 1 sẽ bằng trừ sin pi trên 2 trừ alpha và bằng trừ cos alpha. Cos alpha ta đã cho, ta đã tính được ở câu A là 2 căn 2 trên 3. Như vậy A lớn của mình là bằng trừ 2 căn 2 trên 3. Ta có B lớn bằng cos alpha trừ 9 pi trên 2. Tương tự ta phân tích sẽ bằng cột của alpha trừ 4 pi trừ pi trên 2 bằng tiếp cột alpha trừ pi trên 2, cột đối cho nên là bằng cột của pi trên 2 trừ alpha. Áp dụng công thức số 4 thì sẽ bằng sin alpha. Theo câu A, sin alpha bằng 1/3. Như vậy B bằng 1/3. Tương tự tận cho thầy câu C, tan alpha cộng 125 pi trên 2. Ta cũng tìm cách phân tích 125 pi trên 2 ra và sẽ bằng tan alpha cộng pi trên 2 cộng 62 pi và sẽ bằng tan alpha cộng pi trên 2. Áp dụng công thức thứ 5 thì sẽ bằng trừ cotan alpha. Cotan ta đã tính được ở qua là 2 căn 2 nên C là bằng trừ 2 căn 2. Có hai ví dụ này thì các em đã bắt đầu nhớ và vận dụng được các công thức. Bây giờ qua ví dụ 3, thầy sẽ ẩn các công thức này, các em sẽ tự nhớ và làm. Ví dụ số 3 như sau. Không sử dụng máy tính, tính giá trị các biểu thức sau. Có 1, P bằng sin bình 25 độ cộng sin bình 45 độ cộng sin bình 60 độ cộng sin bình 65 độ. Câu A, đáp án là 5/2, B là 9/4, C 7/4 và D là 1/2. Các em có 20 giây hả? Suy nghĩ đưa ra đáp án như thầy. Ta tìm quan hệ giữa các góc trong cái biểu thức P này. Như vậy là hết thời gian. Giờ ta sẽ cùng giải và so sánh kết quả của mình làm được. Trong cái biểu thức P này, ta thấy là có hai góc 45 độ và 60 độ. Đây là hai giá trị lượng giá đặc, hai góc đặc biệt. Cho nên ta có thể tính được giá trị lượng giá của sin 45 độ và sin 60 độ. Hai góc còn lại 25 độ và 65 độ thì ta thấy hai góc này cộng lại thì sẽ bằng 90 độ. Như vậy đây là hai góc hay là hai cung phù nhau nên sin 65 độ phải là bằng cột 25 độ. Ta thay vào biểu thức P, ta có P bằng sin bình phương 25 độ cộng cột bình phương 25 độ cộng sin bình phương 45 độ cộng sin bình phương 60 độ.
Ở đây sin bình 65 độ ta đã đổi thành là cột bình 25 độ. Áp dụng công thức sin bình cộng cột bình của cùng một góc thì bằng 1. Như vậy ta suy ra được là bằng 1 cộng căn 2 trên 2 bình phương cộng căn 3 trên 2 bình phương và bằng 9 phần 4. Vậy đáp án của mình là đáp án B. Ta qua câu 2. Quy bằng cột 0 độ cộng cột 20 độ cộng cột 40 độ cộng chấm chấm cộng cột 160 độ cộng cột 180 độ. Có 4 đáp án. A là 0, B là 1, C là 2 và D là -1. Ta còn có 20 giây. Các em suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách làm thì cũng giống như ví dụ 1, tìm mối quan hệ giữa các góc trong biểu thức quy. Như vậy là hết thời gian. Bây giờ ta sẽ cùng giải và so sánh kết quả của mình. Trong biểu thức quy ta thấy góc 0 độ và góc 180 độ thì cộng lại bằng 180 độ. Như vậy hai góc này là bù nhau. Tương tự 20 độ và 160 độ cũng là hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau hay là hai cung bù nhau theo công thức số 2 thì cột sẽ đổi nhau. Cho nên cột cộng lại là bằng 0. Ta có quy là bằng cột 0 độ cộng cột 180 độ cộng cột 20 độ cộng cột 160 độ cộng chấm chấm cộng cột 80 độ cộng cột 100 độ. Cả cặp này cộng lại thì sẽ bằng 0. Vì cả cặp trong các giá trị trong mỗi cặp là đổi nhau. Cho nên cộng lại là bằng 0. Như vậy đáp án của mình là đáp án A. Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì các em cần nắm lại các công thức quan hệ giữa các cung liên quan đặc biệt. Thứ nhất đó là cột đối, hai là sin bù, thứ ba là phụ chéo, thứ tư đó là hơn kém nhau pi và cuối cùng là hơn kém nhau pi trên 2. Các em cũng ghi nhớ các công thức này để làm bài tập. Bây giờ thầy sẽ có một số bài tập về nhà để các em rèn luyện. Ta có 4 bài. Ở bài thứ nhất thì cũng tương tự ví dụ 3, các em kiểm tra mối quan hệ giữa các góc trong biểu thức M. Ở câu 2, câu 3, câu 4 đó là mối quan hệ giữa 3 góc trong một tam giác. Thì ta có là 3 góc trong tam giác cộng lại bằng 180 độ hay là bằng pi. Từ đó ta kiểm tra kết quả nào là đúng. Như vậy tiết học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các em.